Hôm nay kênh Nhà Đất 927 xin giới thiệu cho anh chị một vị trí tại thành phố tại Sóc Trăng các anh chị. Hiện tại mình đang đứng trên lộ 91C còn gọi là lộ 5 sông Hậu các anh chị. Đây. Thì vị trí mình định giới thiệu là vị trí mình nằm ngay đây các anh chị. Đây. Thì theo cái xã này, xã An Lạc Tây, những cái sách tỉnh Sóc Trăng. Lộ trước đất là lộ trước đất cho chúng ta cần bán là lộ 5 sông Hậu các anh chị. Hướng này chúng ta có thể đi lên tới thành phố Cần Thơ khoảng 30 cây số các anh chị. Đây. Còn hướng ngược lại này thì chúng ta đi lên Đại Ngãi. Từ đây đến Đại Ngãi khoảng 18 cây số nữa các anh chị. Từ vị trí miếng đất này tới thành phố tới trung tâm huyện Kế Sách khoảng 25 cây số các anh chị. Thì từ miếng đất chúng ta thì bắt đầu từ cái mấy tường đó ha, đi qua bằng ngược về mấy bên này anh chị là 11m. Đây ngay hết tiệm tóc này anh chị 11m. Đây giờ chúng ta bắt đầu vô trong tham quan cái miếng đất này anh chị. Đây, miếng đất nè, hiện tại trên đất có một căn nhà như thế này nghe anh chị. Căn nhà như thế này các cái kiên cố các anh chị. Giờ chúng ta bắt đầu vô thăm quan căn nhà ha. Đây. Nhà xây các cái kiên cố các anh chị. Miếng đá căn nhà này chúng ta thực hiện thuộc theo hướng đông các anh chị, rất là ấm áp ha. Đấy. Thì căn nhà này có một phòng ngủ và một phòng bếp các anh chị. Đây. Đây phòng vệ sinh. Bây giờ chúng ta ra đoạn phía sau ha. Đây gần phía sau đây các anh chị. Đây. Đó, gần phía sau chúng ta cũng thấy đó, từ miếng tường đó đi qua đụng mấy bên này là 8m và đi ngược cái dãy ga các anh chị. Đấy. Đi ngược chỗ ga đây, đấy. Chị thấy không? Đó. Đó, đi ngược ở đây quay qua đó. Ra lộ là 10 người thẳng ra lộ các anh chị. Và giá chủ cũng gửi mình bán cái miếng đất này á là 2 tỷ. Mình xin nói là thông tin là miếng đất là lần nữa anh chị. Hiện tại miếng đất này thuộc ở ấp An Lạc Tây, huyện Kế Sách, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, với mặt tiền là 11m và mặt hậu là 8m các anh chị. Vào trên đất có một căn nhà cấp 4 thuộc theo hướng đông. Ở vị trí miếng đất này thì nó gần các cồn như là cầu Phun Nẫm, cồn Cò. Theo em đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video. Các chị nào có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em hay qua số điện thoại ha. Chưa đăng ký kênh em thì xin anh chị bấm nút đăng ký và bấm thông báo để nhận những thông tin đất mới nhất từ kênh em ha. Cảm ơn các chị rất là nhiều.